Thưa quý vị và các bạn, khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 7, tài xế 50 tuổi lái xe ô tô khách mang biển số Bình Dương chạy trên quốc lộ 28 hướng tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đắk Nông. Khi đến đoạn cua gấp trên đèo Cùi Trỏ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Gờ Long đã bất ngờ lao xuống vực. Theo ghi nhận, chiếc xe khách nằm dưới vực cách quốc lộ 28 khoảng 10 mét. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực triển khai các phương án cứu hộ chiếc xe khách mang biển kiểm soát 61B02973 bị lật ở đèo Cù Trò trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Đắk Long. Theo một số cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại hiện trường, thì vụ tai nạn làm nhiều người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Long. Theo Trung tâm Y tế huyện Đắk Long, thì đơn vị tiếp nhận cấp cứu cho 22 người, trong đó có 6 người bị chấn thương nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông. 16 người bị thương nhẹ như là xây sát, chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại trung tâm. Nguyên nhân tai nạn có thể do đèo dốc quanh co, tài xế không quen đường. Thưa quý vị, chiều 1 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam ông Trần Kim Thức, 64 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 6 tháng 6, ông Thức lái xe chở công nhân loại 28 chỗ chạy trên quốc lộ 1 theo hướng thành phố Hồ Chí Minh về Long An. Khi đến gần khu vực ngã tư Bình Nhật km 1935 quốc lộ 1 thuộc ấp 1 xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì xe chở công nhân chạy từ làn đường phía trong giải phân cách ra phía lề đường gần với trụ đèn giao thông và chạm với 8 xe máy chờ đèn đỏ phía trước. Vụ tai nạn khiến cho NDK, 24 tuổi, ngụ tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác là NDK, 34 tuổi, ngụ tại Bến Lức, tỉnh Long An, tử vong tại bệnh viện. Ông Thức có giấy phép lái xe còn thời hạn. Qua kiểm tra nhanh, ông này âm tính với nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Xe gây tai nạn cũng còn trong thời hạn kiểm định. Tại cơ quan điều tra, tài xế khai sau khi qua khỏi dốc cầu Bến Lức thì xe mất thắng nên mới va chạm với dòng người ở ngã tư. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, luật căn cước có hiệu lực, công an ở nhiều địa phương bắt đầu cấp thẻ căn cước cho công dân. Nhiều đối tượng là các cháu nhỏ cũng đến các địa điểm để làm hồ sơ cấp. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội và Công an 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho trẻ sơ sinh đến trẻ 6 tuổi và người từ 6 tuổi trở lên. Ghi nhận tại điểm thu nhận hồ sơ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06 Công an thành phố Hà Nội, từ sáng sớm đã có khá đông người dân xếp hàng chờ làm thủ tục cấp căn cước. Trong đó có nhiều công dân dưới 14 tuổi là đối tượng mới được quy định tại luật căn cước. Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngoài điểm cấp căn cước ở trụ sở PC06, những điểm thu nhận hồ sơ ở công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cũng có khá đông người dân đến làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ tại cơ sở tại Nghệ An. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã thành lập hơn 3.700 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các khối xóm thôn bản. Đây thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an các cấp. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị trong thời gian tới cần thường xuyên quan tâm hướng dẫn bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Trước đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tổng mức hỗ trợ mỗi năm chi trả cho lực lượng này là hơn 197 tỷ đồng. Sáng nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, mùng 2 tháng 7 năm 1994, mùng 2 tháng 7 năm 2024 và biểu dương 100 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự lễ kỷ niệm. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.
Với số lượng đoàn viên chủ yếu làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ tại các cơ quan trung ương, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tham mưu đề xuất hầu hết các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp công đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Công đoàn Viên chức Việt Nam tự hào là nơi có nhiều đổi mới, khởi xướng nhiều phong trào, cuộc vận động, mô hình hay cách làm hiệu quả, đề xuất các giải thưởng có sức lan tỏa rộng lớn. Đó là cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu, nay nay là trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Phong trào xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả. Phong trào thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải thưởng gương mặt của năm, giải thưởng cống hiến, mô hình tổ chức các cuộc thi cải cách hành chính đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã không ngừng phát triển đồng bộ với hai hệ thống, Công đoàn Viên chức các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố. Trong chặng đường tiếp theo, Công đoàn Viên chức Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, coi trọng vai trò chủ thể của đoàn viên, phát huy sức sáng tạo, năng lực của từng cá nhân trong hoạt động công đoàn. Vào chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp với các bộ ngành chuyên gia về hoàn thiện nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuế đất và nghị định quy định chi tiết về điều hành một số điều của luật đất đai. Giải trình tiếp thu ý kiến thành viên về dự thảo nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính cho biết có 6 trên 17 thành viên chính phủ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung dự thảo nghị định và có thêm một số ý kiến góp ý. Có một thành viên chính phủ biểu quyết không đồng ý và có ý kiến bổ sung. Các ý kiến tham gia bổ sung các nội dung như đề nghị bổ sung quy định về tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê được bán nhà ở này theo cơ chế thị trường sau 10 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định pháp luật về nhà ở. Đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị định quy định miễn tiền sử dụng đất đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở từ nhà ở thương mại thành nhà ở xã hội. Nhà ở cho lực lượng vũ trang, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc miễn tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp quân đội, công an. Đề nghị dự thảo nghị định bổ sung quy định về miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng chủ trì cuộc họp tiếp thu giải trình ý kiến thành viên chính phủ đối với dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.